cũng là đồng khỏe. Trời ơi, Bia, Bia, trời ơi, Bia muốn dậy chết rồi. Chưa đủ để khả năng tích choáng, tấp Bia lên tả xung đột làm sao mà sống đây. Một mạng đi lại là lao vào tìm kiếm Kuma Yuzi. Kuma vẫn Genji lên ngôi vô địch. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ 3. Ván thi đấu quyết định diễn ra giữa Team Wave đối đầu với Viking Sport. Tỷ số hiện tại là 1-1. Và bước sang ván thi đấu thứ 3 này, Viking họ sẽ xuất phát ở đội đỏ. Hoài tóc đỏ. Là Team Wave họ sẽ xuất phát ở đội xanh. Trúng rồi kìa. Vô làm cái thiên thạch liền luôn. Một cái hình như đã có một tình huống cấu gì ở chúng rồi. Sấm sét hủy diệt giật mặt người anh của mình. Chưa gì tôi đã thấy một cú là vào rồi. Nhưng mà hình như đấy là một hai cái thiên thạch ác. Tiếp tục luôn qua đỉnh. Các bạn có thể nhìn thấy được là KT đang làm rất là tốt với cái bộ kỹ năng của mình. Hai lần đã sử dụng thiên thạch kết hợp với bộ kỹ năng sấm sét hủy diệt để có thể có được cho mình là một pha cấu rỉa tốt. Con sông dưới nơi con cua chuẩn bị sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ Guri mới chỉ có được chuẩn bị là 5-3 mà thôi. Optimus kích hoạt full cái bọc thuốc súng ở trên người của đối phương và Optimus đang là người lợi thế một chút xíu về máu so với KT. Nhưng nếu KT cắn đủ cả hai bình máu, anh ta sẽ có lợi thế máu ngược lại ở đường dưới, tiếp tục đánh nhau. Số Capitan cấp tấp biến lên, chỉ hất tung Robby, đẩy vào Robby. Được cái trụ luôn. Trụ với tôi liệu có đủ đam hay không? Số Capitan có chinh phục. Đỉnh chiến thắng đầu dành cho BA. Đó là một pha mà Rodopi không thể vừa được một hit trụ luôn chứ. Là Artemis đã rất khéo. Vậy Guri sao chơi? Cái cú nghiền nát của BE rồi. Bây quay giờ trở lại luôn. Trở lại. Có tập hay với BE. Bởi BE sâu ăn tới tấp biến về Kazuto lại hơi muộn mất rồi. Ta vẫn dính phát bắn cuối cùng. BE chạy ơi. Gặp khó khăn. BE đã bên núi solo kill, bên núi solo kill. Gồng cú đấm bùng nổ Guri chính xác rồi. Artemis sẽ tiếp tục bị làm choáng đến từ BE. Bên núi bù không? Bên núi bù không? Bối BE năm nay quá. Và bọc thuốc súng đó không được tích tan nát bởi Team Will. Má ơi, VA một tay nó đấm bốn thằng luôn. Mới di chuyển lên bãi sâu hư không thì anh ta sẽ ăn không kịp nếu đây, mà người ta tiếp cận. Đây là một tình huống mà Optimus solo kill thành công. Ác luôn chứ. Ta đủ sát thương và đủ tốc độ di chuyển cộng thêm hết năng lượng. Một cái bước chân thần tốc. Đang muốn kiểm soát khu vực sâu. Nhưng bây giờ tiếp tục đánh nhau. Pha này lao vào có vẻ hơi nguy hiểm từ Rolopi nha. Nhưng bây giờ thì đang che chắn bởi Sogan để che đi những phát bắn của Artemis. Trích vùng được kích hoạt lên có thanh tài được sử dụng đó với tấp máu. Má Bia rồi là chắn chủ bắn kìa. Ui Bia thấp máu. Bia vẫn sống phải ta lui về được. Cung may xá được sử dụng. Ui được không trúng. Đó là một pha mà các bạn có thể rồi quy vô đấm R là chết rồi. Đấy là khi mà đối phương có một người đảo đằng trước thì cái cú quy của bạn không dứt điểm được. Và đây nhẹ nhàng tình cảm. Đây là gọi là lấy quà khuyến mãi đến từ Guri mà thôi. Phát hiện đối phương cắm mắt đây luôn khi mà đợt lính đi qua. Vừa hay mà nó vừa hơn nữa thì làm sao đánh. Nó còn chạy lên trên nó câu vờn Nane nữa kìa. Một góc chưa khô máu là nghe gặp lại đội cũ mà đánh giả mang về. Vào tường. Không có Zara trong tay của Kazuto đang có mặt đây. Mất nhảy kìa, mất nhảy ở Pyramid kìa. Công này chờ góc chơi khô máu, chơi khô máu tung giác về trụ. Mày, mày 2024. Và đó là Kassate. Solo kill của tân binh đến từ Viking Esports Nanawe với một người chơi rất kinh nghiệm. Đấy là Hazmat của Team Will. Với một đội hình mà giai đoạn về cuối vẫn có được những sức mạnh rất đáng kể thì Viking Esports hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế ở giai đoạn ban đầu này của một con V. Phút thứ 9 cầm ra giáo thiên ly. Ui bây giờ Zyra đứng trước mặt chắc là ăn hai đấm là đi về. Đấm sai luôn. San trúng KT, KT đang tìm góc anh ta. Thôi mất gắn, mất gắn, mất gắn. Thì là tốc chiến thuật đã kích xong bằng thuốc súng. Và một mạng tiếp theo dành cho Optimus khi mà Ropi đảo lên quá tốt. Tôi phải công nhận là Nanawe đang đánh con Kassate này rất cháy luôn với những tình huống lách ra khỏi cái giam cầm và né luôn cả chói. Rồng gì, rồng gì, rồng gì. Khi người đi rừng của đối phương đã can thiệp vào đường trên và không đem lại hiệu quả. Team Well đang khấn. Viking Esports sẽ đang khấn rồng hóa kỹ. Rồng thứ hai của riêng mình. Một con rồng Viking gió. Viking nhất khấn rồng lửa. Ron... Optimus đang gặp nguy hiểm. Rồng nước cũng là rồng khỏe. Trời ơi, Bia! Bia! Trời ơi, Bia muốn dậy chết rồi. Chưa đủ để khả năng tích choáng, tấp Bia lên tả xung đột làm sao mà sống đây. Một mạng tiếp theo dành cho Sơn. Đúng là như vậy, ít nhất là họ hạn chế được cái tầm ảnh hưởng của một con V đang quá xa. Pha này nè, nếu mà bắt được con Sante đẩy cái mạng cho ông Mết thì được. Hazmat đừng giam cầm hụt nha. Cái bài toán mà các thành viên của Team Wave cần không được luôn rất lớn đó. Nó vẫn còn đủ chiêu
Nhưng con rồng tiếp theo thì không biết là Team Will họ có muốn đánh hay không, và họ đánh được hay không. Rồi 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 rồi, thằng Bia nó đây rồi. Nó nắm giò bay núi, nó quýnh, nó giật cái giò xuống. Bia đang dí rất sát rồi. Haspep bắt buộc phải bỏ về, bỏ lại Rompy, ở lại Rompy đang bị kẹt lại. Anh ta sẽ gặp khó khăn đầy, hất tung không thành công. Nhưng có Bia, chiêu cuối của Zara của Kazuto được tung ra, và sau đó là Thái Dương Asan. Nhưng còn đây là Nanawe, Nanawe quá kinh khủng. KT có một cái lửa tàn phá đủ sát tường, và sau đó là Nanawe. Đó là King Shark, đó là người đi đường trên của Viking Esports. Một pha phối hợp hoàn hảo của Bia kết hợp với cả Nanawe. Má Bia đánh một ván đấu chắc phải tầm phải 14 điểm trên 10 nha. Sử dụng phóng nhảy tên lửa thì đó là một cái khô máu giật về. Nhưng đây là tình huống chặn đầu của Optimus. Anh ta muốn báo thù. Mất ơi, mất ơi, mất ơi, mất ơi. Gấp đôi ở đấy, ngã gấp đôi. Một tình huống mà cái quyền trượng đại thiên sứ đã giúp cho KT sống sót với một chấm máu, và sau đó sử dụng nước chảy thoáng qua để lùi về. Sẽ bị mất đi cái chuỗi combo của ông Bia ở bot, nó khủng khiếp quá, bốn mạng nó nặng quá. Đang muốn ăn mình còn ba đòn, xong rồi nó đấm thêm mớt, nó gọi là đóng hòm luôn á. Một tay Bia là nó chặt gỗ nè, nó cưa nè, nó ghép nè. Rồi nó tự tay nó đóng hòm bên phía của Team Well luôn. Ở bên này Nanawe đang giữ chân hai thành viên của đối phương lại, gian cầm chúng hai người, nhưng hai người này có khả năng chống chịu là Guri cùng với cả Bia. Và sau đó thì cố gắng bắn bởi Optimus, số gắn nhảy lên. Người bị giữ chân tiếp theo là Ropi. Ropi tấp báo, Ropi nằm xuống. Hasman là người tiếp theo phải lên bàn điểm số. Bên phía Viking họ đang càn lên, họ đang tìm mục tiêu. Họ đang tìm mục tiêu, nhưng đối phương lùi về, nhưng Viking Sport vẫn có được bùa lại Baron. Shogun làm gì nó dí ác kìa. Mà bây giờ mà tuyên bố ván đấu đã ngã ngũ thì có vẻ hơi sớm, nhưng các bạn nhìn về chênh lệch đi. Bùa lợi Baron bây giờ đem chênh lệch về lên đến con số gần 10.000 tiền, và sẽ là một đường cho bên phía Viking Sport. Chưa kể là Nanawe đang đẩy ở đường trên, hoàn toàn có thể ba người ở đường giữa này là Guri, Bia và Shogun lên cánh trên đẩy tiếp. Nhưng mà Optimus đã có mặt ở đây để có thể đẩy trụ rồi. Cái quyền chuyện đã thiên sứ rồi, tức là tất cả những vị trí của Viking họ đang đều hơn tiền so với đối phương ở thời điểm này nữa. Hơn rất và nhiều. Và cái khoảnh khắc mà tanker mid game và xạ thủ không có một nỏ thần thì làm sao mà bắn được đây. Bây giờ thì Team Will họ đang muốn đẩy lên ở vị trí đường giữa này. Họ cần phải có ít nhất là hai pha quét sạch đối phương thì mới có thể bật được Rompy lao thẳng vào. Nhưng có một pha chiêu que rất đẹp, tẩy nhanh quá. Shogun tay ta lướt qua tường, tay ta lùi về được. Soan nhảy lên bắn vào Optimus. Leona chặn tới Rompy làm thú rất nhanh. Ở bên này Artemis không được chơi game. Optimus có mạng sắt đào, nhưng xạ thủ đến từ Team Well đã đâm xuống rồi. Nanawe đang tới. Kazuto thấp bóng, Kazuto cũng lên bảng điểm số. Hatmet bị giữ chân lại giữa vòng vây của đối phương, và anh ta lên bảng cùng với những người đồng đội của mình. Optimus là người sống sót duy nhất của Team Will. Nó dĩ tới nơi luôn. Có chạy được top 3, nhưng lại là mất chết ôn. Than dí, vừa bảo anh ơi tối nay có stream không. Bởi vì bây giờ là về là đẹp này, 19:21. Khổ thân Artemis thực sự. Một mình ta bị ba người của đối phương quay. Bây giờ thì Viking họ đã có được bổ lợi, tức là một người linh hồn rồng rồi. Một linh hồn dòng nước rất với KT cùng với cả là các bạn dư trong tay của Shogun. Họ sẽ cấu rỉa máu liên tục từ bên ngoài, và bên phía của Team Will họ bắt buộc phải lần tiền mở. Nhưng mở bây giờ thì có Alistar che, có Vi, có cả một Kassante nữa. Quá khó khăn dành cho Team Will ở thời điểm này. Và lượng tiền chênh lệch bây giờ đã là vươn tới con số hơn 11k rồi. Sẽ là những công trình tiếp theo dành cho Viking. Đó là cái trụ thứ ba ở đường dưới này. Biela vào hơi sâu, anh ta có bất khuất, nhưng với lượng máu này anh ta vẫn đủ khả năng chống chịu. Tình hình rộng nước quýnh có bỏ cho tới sáng quá. Rồi tấp báo Rompy đã làm rồi. Sau đó là Artemis. Chiều cuối Kazuto tung ra, nhưng quýnh bỏ tới sáng thì quá nhiều vấn đề. Bây giờ Shogun đang tới. Shogun anh ta đứng giữa đội địa phương, và anh ta cũng phải trả giá theo sau. Nhưng các thành viên của Viking họ đang càn lên, gương mặt u ám tìm được mục tiêu. Optimus đây bản đồ số chơi khô máu hủy diệt. Các bia nó còn không chết nữa kìa, cuối cùng phải đáp xuống. Thằng Shogun chết nhưng bia có chết đâu. Viking họ hoàn toàn có thể kết thúc ván đấu ngay tại đây mà không cần phải có những con Baron tiếp theo. Với linh hồn dòng nước hồi phục lại máu thì lúc này với 4 người và 1 đợt lính đã quá đủ để họ có thể dứt điểm ván đấu này rồi. Trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên và trụ bảo vệ nhà chính thứ hai sẽ gục ngã mà thôi. Chiến thắng sẽ là 2-1 dành cho bên phía của Viking Esports. Một chiến thắng 2-1 giúp cho Viking tiếp tục tự tin và có thể sẽ chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo. Đặc biệt hôm nay họ đã thử nghiệm những chiến thuật cần thiết.